Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh là trận đánh mở màn cho chiến dịch Bắc Tây Nguyên năm 1972, diễn ra từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 1972. Trong thời gian ngắn, ta đã tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ sư đoàn bộ binh 22 và trung đoàn thiết giáp 14 ngụy. Đây là một chiến dịch quan trọng tiến đến giải phóng toàn bộ Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải miền Trung, mở ra một giai đoạn mới cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh của quân và dân ta tập trung vào cứ điểm E42, tức Đắc Tô Tân Cảnh. Đây là căn cứ quân sự mạnh nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Bắc Tây Nguyên, với 28 tiểu đoàn bộ binh, 6 tiểu đoàn pháo binh và 4 tiểu đoàn thiết giáp vào đầu năm 1972. Đây là cứ điểm bảo vệ thị xã Kon Tum của địch ở hướng Bắc. Chính vì vậy, để tạo thuận lợi cho chiến dịch Bắc Tây Nguyên, quân giải phóng miền Nam Việt Nam cần giành chiến thắng ở cứ điểm này. Tuy nhiên, trước khi tấn công vào cứ điểm E42, quân đội ta buộc phải giành thắng lợi ở hai điểm cao 1015 và 1049. Hai điểm cao này là những mắt xích trọng yếu của tuyến phòng thủ bảo vệ thị xã Kon Tum và các căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh, Pleikon và Pleikleng của địch. Tháng 3 năm 1972 thì bắt đầu khởi điểm là sư đoàn 30 tiêu diệt hai cái lữ đoàn dù 2 và 3 ở cao điểm 1019, 1015. Đập tan cái ngăn chặn phòng thủ của địch trên trường sơn Tây Nguyên, tạo điều kiện cho chủ lực gồm các trung đoàn của chiến dịch Tây Nguyên và sư đoàn 2 của quân khu 5 nào đánh dây hướng chính. Cho nên á, có một cái vấn đề rất quan trọng, cái vấn đề tiêu diệt được hai cái lữ đoàn dù của ngụy ở 1019, 1015 cực kỳ quan trọng. Ông Nguyễn Văn Quý, chiến sĩ của sư đoàn 10 tham gia chiến đấu trực tiếp trên chiến trường Tây Nguyên nhớ lại, chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh là trận đầu tiên trên chiến trường Tây Nguyên, quân đội ta sử dụng lực lượng tương đương một quân đoàn, đó là sư đoàn 320 và sư đoàn 2. Ngoài ra, còn có 4 trung đoàn độc lập của Tây Nguyên, chưa kể lực lượng địa phương. Địch có lực lượng quân đoàn 2 rất mạnh, gồm sư đoàn 22, sư đoàn 23, một sư đoàn không quân, nhiều trung đoàn thiết giáp. Và không quân của địch dùng dập thả B-52 xuống, nhưng quân ta kiên quyết dùng sức mạnh tập trung vào một điểm, khống chế không cho quân viện trợ của địch vào để chúng ta giải phóng một cứ điểm trước. Có cái đêm, tôi đếm là 24 đợt B-52 đánh vào cái khu vực trận địa và cái khu vực ở phía sau. Thế rồi là pháo bầy, và bây giờ thì chưa có cái hiểu là cái pháo ngoài nổ chậm, mà cái chúng tôi gọi là pháo khoan. Nghĩa là nó bắn lên víu một cái này, thế là ngồi trong hầm nó cứ rùng rùng này. Kinh khủng, không có ý chí thép, không vượt qua. Chiến thắng điểm cao 1015-1049 đã đập tan hoàn toàn hệ thống cứ điểm của địch ở bờ Tây sông Poco, phá vỡ thế trận phòng ngự của địch ở khu vực Bắc Tây Nguyên. Sau khi giành chiến thắng ở hai điểm cao 1015 và 1049, các lực lượng của sư đoàn 320 cùng các lực lượng khác tấn công mắt xích cuối cùng là cứ điểm E42 Đắc Tô Tân Cảnh. Đến ngày 24 tháng 4 năm 1972, Đắc Tô Tân Cảnh được giải phóng. Tổng tấn công vào căn cứ 42 Tân Cảnh rất bất ngờ, xuất hiện xe tăng, pháo binh không phải ở hướng Tây mà từ hướng Bắc và đặc biệt từ hướng Đông. Cho nên chỉ trong một ngày đêm mà trung đoàn 66 là chủ lực lúc bây giờ đã hoàn thành được nhiệm vụ xuất sắc là tiêu diệt căn cứ 42. Trong đó có một tương đương một trung đoàn và một cái chỉ huy sư đoàn nhẹ của sư đoàn 2000 tiếp tục cùng với sư đoàn 2 phát triển sang khu vực Đắc Tô 2, đánh chiếm Đắc Tô 2 sang ngày hôm sau. Nhớ lại các trận đánh trên chiến trường năm xưa, cán bộ chiến sĩ tham gia trực tiếp chiến đấu cho biết, quyết tâm của Đảng ủy Mặt trận chiến dịch là khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống, với khẩu hiệu hành động là địch tăng cường thì ta kiên quyết đánh, địch co cụm thì ta kiên quyết diệt, địch bỏ chạy thì ta kiên quyết đuổi. Vì thế chỉ trong mấy ngày, chúng ta đã tiêu diệt toàn bộ quân địch trên chiến trường Đắc Tô Tân Cảnh, tương đương một sư đoàn thiếu trong và ngoài cộng sự.